Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay thì Bình Sơn vừa về một cái lô đầu xịt rửa áp lực. Cái lô hàng này thì lâu lắm rồi mới về vì là nó hết liên tục, không có hàng. Thì hôm nay chúng tôi vừa về được một lô hàng khoảng vài chục cái. Chúng tôi sẽ quay chi tiết cho các bạn xem lại những lần nữa cái đầu nin, đầu xịt kỹ thuật xứ nin 50 và nin 60. Nin 50 thì công suất của nó là 1 HP và nin 60 thì công suất của nó là 2 HP. Loại này thì đều sử dụng ti của nó là ti sứ. Sau đây chúng tôi sẽ quay chi tiết cho các bạn xem. Các bạn thấy được nó được đóng thùng gỗ rất là chắc chắn. Nhìn cái thùng thì cũng đã biết là hàng này hàng chất lượng rồi. Đóng đai sắt này, rất là chắc chắn, chúng ta vận chuyển thoải mái luôn. Các bạn nhìn thấy rất là hoành tráng, chắc chắn. Ok, ở đây chúng tôi sẽ mở thử một cái đầu nin 60 cho các bạn có thể xem được chi tiết hơn, rõ hơn về sản phẩm. Thì các bạn thấy ở bên trong của nó thì ngoài thùng lớp thùng gỗ thì nó được lót xốp hai bên thành, giúp tránh cái hiện tượng va chạm đập vào hai bên thành gây ảnh hưởng đến các cái thiết bị bên trong. Nó có đây, các bạn có thể thấy được đây là cái buli rất là dày dặn. Hiếm cái loại đầu xịt nào trên thị trường có buli dày như thế. Ok, đây là dây hút và dây xả. Thì với cái dây hút nước và dây xả này thì các bạn thấy nó là dây trong, và bên trong cái lớp dây hút này này nó có sắt, các bạn thấy không? Nó có cái lò xo này để nó chống gập dây, tăng tuổi thọ và độ bền dây. Và nó không, nếu mà khi chống gập như thế thì nó đảm bảo lưu lượng nước nó hút lên đầu xịt. Đây là dây xả. Ok rồi, trong này là cái đầu xịt đây, tôi sẽ lôi cái đầu xịt ra cho các bạn xem. Rồi, gỡ túi bóng ra. Đây, đặt lại lên đây để chúng tôi sẽ đặt lại lên đây cho các bạn xem. Các bạn thấy thiết kế của nó rất là đẹp. Đây, các bạn có thể thấy được các chi tiết nó chắc chắn một cách hoàn mỹ. Cái đầu này thì nó làm theo dáng của cái đầu OK hoặc là cái đầu MV kép của Nhật. Nhưng mà hàng này là hàng sản xuất tại Trung Quốc thôi, không phải là hàng sản xuất tại Nhật đâu. Nếu mà một chiếc đầu 2 HP như thế này mà sản xuất tại Nhật thì có giá theo thị trường hàng bãi giờ cũng có giá đến 4-5 triệu rồi. Nếu hàng bãi chiếc đẹp có khi lên đến 5-6 triệu cơ. Đấy là hàng bãi Nhật đã qua sử dụng. Còn nếu mà hàng Nhật mới, những chiếc đầu như này giá nó sẽ rất là đắt, nó sẽ vượt qua khả năng tài chính của chúng ta. Và đây là một chiếc đầu nin này, nó sản xuất ở Trung Quốc thôi nhưng mà chất lượng của nó các bạn có thể thấy đánh giá được đó là hàng chất lượng cao. Nó cũng cái này không phải là áp tự động, cái này là áp thường. Thì chúng tôi sẽ quay cho các bạn xem cái tem thông số. Ok, motor xài là motor 2.2. Các bạn có thể thấy được vô vòng của nó được các cái thông số đi theo. Đây, nin 60 model, nó cũng được gập cái tem sắt bên hông chỗ buli là nin 60A. Đây là bầu nhớt, các bạn có thể thấy được khi tôi tháo cái nắp bầu nhớt ra thì nhìn cái đây, các bạn có thể thấy được cái thân của nó rất là dày, đá màu xanh đá, rêu đá rất đẹp. Rất đẹp đúng không ạ? Các bạn thấy van này, bộ chỉnh áp này. Đây là bộ chỉnh áp các bạn thấy này. Trong rất là dày, cực dày luôn, bằng đồng. Đây là đằng nước vào này, rất là dày, dày dặn. Các bạn thấy bộ xi lanh ở bên trong thì cái này thì các bạn có thể thấy được nó khác các loại đầu xịt thông thường là nó làm kín luôn, không hở xi lanh thì chúng ta có thể nhìn được xi lanh. Cái này kín luôn, 900%. Ok các bạn đấy, các chi tiết chúng tôi quay rất là kỹ, các bạn có thể nhìn thấy cực kỳ tinh xảo, cực kỳ chắc chắn. Hiếm các loại đầu xịt nào trên thị trường bây giờ có thể đẹp được như cái đầu này mà hàng mới tinh. Các bạn đấy, van nó có 3 van xả, 2 van 8.5 và van này van 1/2, van
Van này là van 10 ly này. Các cái đầu đầu của Doanh này. Piston sứ các bạn nhá. Piston sứ cam kết các bạn, piston sứ. Đây là hố áp. Bầu nén. Rất đẹp. Van của nó, van này các bạn có thể thấy van rất là dày. Hiện nay trên thị trường khẳng định các bạn luôn, cái đầu này mà nó là một trong những cái đầu rất là tốt, mới, rất là dày, tất cả các chi tiết của nó rất là chắc chắn. Đây các bạn, quay rất là kỹ, thân vỏ rất là dày, cực kỳ dày luôn. Hàng lần này về cũng không có nhiều lắm, về được có mấy chục cái thôi. Đây, đằng sau chúng tôi chưa gỡ, về có được mấy chục cái thôi. Nếu các bạn muốn mua hàng thì các bạn vui lòng liên hệ chúng tôi qua số điện thoại 0961 349 345. Giá thì các bạn mua thì cái đầu to có giá là 3,1 triệu, đầu nhỏ đầu 50 ấy, có giá là 3 triệu. Nên là các bạn mua loại nào thì vui lòng liên hệ chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nếu mà các bạn ở xa ấy thì chúng tôi có thể ship cho các bạn được, nhưng các bạn phải chuyển khoản cho chúng tôi mới có thể ship. Vì là các bạn thấy những cái đầu này rất là nặng, trọng lượng nó ở gần 20 cân, mà khi mà chúng tôi ship code ấy mà các bạn không nhận, làm cái khi đó chúng tôi thứ nhất là bị om hàng, om vốn, thứ hai là chúng tôi sẽ bị chịu 2 lần đầu cước. Các bạn có thể các bạn không nhận hàng ấy, chúng tôi sẽ bị một chiều đi và một chiều về, cộng thêm tiền code nữa, thì nên là chúng tôi sẽ không chuyển hàng nếu các bạn không chuyển khoản cho chúng tôi. Cái này nó không phải là hàng mỹ phẩm, nó nặng cồng kềnh. Trong quá trình vận chuyển 2 lần như thế thì nó sẽ không đảm bảo tình trạng hàng cho chúng tôi. Nhưng đó hàng này cũng đang rất là khan. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.